Ông Phạm Ngọc Quốc Cường cho biết Jack bịa chuyện ăn tối cùng Messi và được ngôi sao này tặng áo. Do nhân Phạm Ngọc Quốc Cường nhấn mạnh hai vấn đề khiến ông bức xúc. Thứ nhất là việc Jack không đính chính tin đồn chi 60 tỷ đồng để gặp Lionel Messi. Thứ hai là ông Cường muốn Jack giải thích thông tin được Messi cho phép đưa hình ảnh ngôi sao này vào MV. Ông Cường khẳng định trong cuộc gặp thì cả Jack và ekip không ai nói chuyện với Messi. Cầu thủ này cũng không biết đến Jack ông Cường muốn nam ca sĩ chứng minh việc liên hệ với Messi và được ngôi sao này cho phép. Về việc báo giá tăng từ 2 tỷ lên 5 tỷ đồng, ông Cường cho biết là tôi tóm gọn đơn giản việc gặp Messi, hai cuộc hẹn đều thất bại. Nên đến lần thứ ba mới hẹn gặp lại được và việc sắp xếp hẹn gặp riêng khác với việc hẹn gặp Messi tại sân nên chi phí thay đổi là bình thường. Ngoài ra, doanh nhân này cũng khẳng định Jack cung cấp rất nhiều thông tin sai sự thật về cuộc gặp Messi trong buổi họp báo. Ông Cường cho biết không có chuyện Jack hẹn ăn tối với Messi. Hoàn toàn không có chuyện ăn tối mà đến đó ăn tối, chờ Messi và bạn bè ăn xong thì vào xin chụp ảnh và ký. Chuyện Messi ký do em không có những chiếc áo ý nghĩa nên thậm chí là chiếc áo đó là mượn của anh để ký. Trước họp báo một ngày thì anh gửi vào em để sử dụng, hoàn toàn không có chuyện Messi tặng áo, ông Quốc Cường cho biết. Vì doanh nhân này cho biết là sẽ không tổ chức họp báo và quyết định không lên tiếng sau thông báo này để dừng mọi việc ở đây. Hôm 7 tháng 9, G 97 Entertainment, công ty quản lý của ca sĩ Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn vừa đăng thông tin đáp trả doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường. Đơn vị này cho rằng ông Cường sử dụng hình ảnh nam ca sĩ như một người trí trá vô ơn và vẫn chưa tạm ngừng hành động bắt nạt trên mạng xã hội. Trong thông báo, G97 Entertainment cho biết Jack và ekip đã lưu lại Pháp lâu hơn dự định chấp nhận phải chi nhiều tiền hơn so với kế hoạch ban đầu. Công ty đại diện của ca sĩ cũng vừa công bố số tiền mà Jack trả cho ông Quốc Cường là hơn 5 tỷ đồng, con số này cao hơn so với báo giá khoảng 2 tỷ đồng ban đầu. Trong thông báo này, công ty đại diện của ca sĩ Jack không nhắc đến việc có liên hệ với Lionel Messi để sử dụng hình ảnh của siêu sao người Argentina trong MV hay không.